Ngủ đi. Gì? Không có gì. Thằng này. Ê! Cái gì nữa? Con chừng đau bụng á. Hồi nãy tao thấy con chim á, nó nhả nước miếng vào đó rồi đó. Thiệt hả? Thiệt. Ăn vô đau bụng hả? Chứ sao? Chị mày ăn thử cho tao một miếng thôi. Đúng một miếng thôi nha. Coi mày có đau bụng không? Nếu mà mày không đau bụng thì mày trả lại cho tao. Sao? Không một miếng nữa. Nè. Thôi rồi. Thế sao? Ây da. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Tao mày ăn hết luôn đi. Nè. Mày nói nha. Đau quá. Mày ăn đi. Đi, mày ăn đau bụng mày đưa tao à. Mày ăn đi. Đau bụng. Chắc tao phải đi ngoài rồi. Mà rất thông minh, mà lại mồ côi nữa chứ. Rước thằng này về nhà, ắt sau này sẽ được nhờ. Bên này nè. Nó đã gì đâu. Đúng là không uổng công ta đem và ngươi về nuôi dưỡng cho nó nên dốc nên hình. Ngươi hiểu ý ta còn hơn là con vợ lùng của ta nữa. Wow. Dịch cổ lùng đó mà nó hiểu được ý ta như ngươi thì đỡ biết mấy. Ủa, bà chủ quán. Chủ quán đâu rồi? Sao không đem con gà ra đây cho tôi? Dạ, dạ. Trời ơi, có con gà không luộc cũng lâu nữa. Dạ, có liền. Trời ơi, ông ăn mày, đi chỗ khác đi. Ngồi trên hành trước cửa quán ta, sao ta bán mua được? Đi đi. Dạ. Dạ, em xin lỗi nha. Tại vì á, bữa nay quán đông quá à. Biết sao bữa nay có ông á, xong tự nhiên quán đông quá trời. Con mình phục vụ không có được à. Bà hiểu gì là được rồi. Con gà ngon nhất của quán đó. Ủa mà bà rất hiểu ý tôi nha. Con gà tôi chỉ ăn cái khúc đuôi nè, chứ không ăn khúc đầu. Đó, hiểu quá. Thôi mời ngài dùng nha. Cứ để tôi tự nhiên. Dạ, dạ. Wow. Quá thơm. Đúng ngon. Không có con gà nào ngon bằng con gà này. Sao ăn tới đây rồi no quá. Ê, 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 ê. Ông già ăn mày đứng lại. Hả? Sao bỏ đi vậy? Đứng lên bỏ đi vậy hả? Sao không trả tiền cho người ta? Lão đâu có ăn cái gì đâu mà phải trả tiền. Làm bộ hoài à. Ông muốn vô đây ông ngồi từ nãy đến giờ một buổi luôn. Ông ngồi, ông hít thở.
hết đồ ăn trong quán của người ta, hít hơi con gà này, hít cái bao nhiêu mùi thơm trong quán ông hít hết của người ta. Vậy mà nói ông ăn hả? Hả? Ông hít hết mùi vậy, cách của tôi còn mùi đâu mà hửi hả? Sao lại có cái lý lẽ này ở trên đời được ha? Ngộ quá à, sao không có? Có tiền là có lý lẽ à. Bây giờ làm sao? Ông không trả tiền phải không? Không trả tiền á là tôi kêu người tới gông cổ ông, bắt lên quan rồi nha. Cô chủ quán ơi, đừng có bắt lão cô ơi. Lão chỉ là một ông lão ăn mày nghèo khổ, cơm không có ăn, lấy tiền đâu mà trả cho bà chủ quán. Cái chuyện đó là chuyện của ông. Ông vô đây ông hít hết mùi đồ ăn của ông ta, ông phải trả tiền chứ. Bây giờ có trả hay không? 1, 2, 3, tôi kéo đầu lên quan rồi nha. Bà ơi, bà tha cho tôi đi bà ơi. Nè ông lão kia, ông ăn hết đồ ăn ở chủ quán này, ông phải trả tiền. Đúng. Không trả là không được đâu. Đúng rồi đó, trời ơi. Ai vậy? Người của ta rồi. Trời ơi, người của ông á, biết điều ghê gì đó. Bây giờ ông đứng lên đi, tôi sẽ giúp ông. Ông phải nghe lời tôi nha. Rồi sao, có tiền không? Nè lão kia, bây giờ mà ngươi nói ngươi không có tiền là không được. Ngươi khai hết đi, ngươi đã có bao nhiêu tiền trong người? Lão chỉ có 2 đồng lẻ này thôi hả? Trời đất ơi, nghĩ sao? Trời đất ơi, có hai đồng mà sao trả được tiền của ông ta? Mấy người tới đây làm chứng cho tôi nè. Này, mấy người. Chuyện gì? Mấy người có thấy là ông này ông ngồi cả buổi không? Hả? Ông ngồi, ông ăn hết mấy con gà luôn. Không, ông hít hết mấy con gà luôn đúng không? Hít hơi gà này cộng với lại đồ ăn sơn hào hải vị trong quán tôi, ông hít bên này, ông hít bên kia, hết mùi đồ ăn ngon, khách của tôi đâu còn mùi để ngửi. Cộng với 7 cân rượu, cộng với nhiều thứ đồ ăn khác nữa, tôi tính rẻ là 20 đồng. Lão chỉ có 2 đồng mà làm sao mà trả được đây? Trời ơi, nghĩ sao có 2 đồng vậy? 2 đồng làm sao trả? Bây giờ tôi đưa ông lên quan ráng chịu rồi nha. Rẻ quá đúng không? Có 20 đồng, rẻ quá đúng không? Rẻ quá mà. Nếu tính như lời bà chủ đây, thì ông ta đang quá nhiều, mà trả có 20 đồng thì quá rẻ đúng không? Đúng rồi đó, người của ông được quá. Và tất cả mọi người đây cũng đã nhìn thấy, lão ta chỉ ngửi thôi chứ chưa có đưa vào miệng, có phải như vậy không? Ngửi hết mùi đồ ăn đúng không? Ngửi đúng không? Đó, ngửi hết. Vậy bây giờ xin mời bà chủ bước lại gần ông lão để ông ta trả tiền. Trời ơi, hay quá, cảm ơn nha. Người của ông được quá rồi, trả tiền đi. Ông lão nè, bây giờ ông hãy lắc cái này lên 10 lần cho bà ta nghe rõ. Ông làm đi. Bà chủ, hả? Có phải là bà đã nghe rõ tiếng lắc 10 lần của 2 đồng xu không? Nghe quá trời mà không thấy tiền đâu. Tiền đâu? Ông ta trả rồi, không thiếu 1 xu. Đâu thấy gì đâu, hả? Lúc nãy bà chủ nói ông ta đã ngửi hết đồ ăn của bà chủ với giá 20 đồng. Đúng rồi. Bây giờ ông ta lắc 10 lần của 2 đồng, như vậy là trả hết, đúng không mọi người? Đúng rồi. Người ta chỉ được ngửi mà đâu có được ăn. Còn bà bây giờ được nghe lắc tiền thì đâu được nhận tiền. Có gì đâu mà đúng hả? Người của ông đó vậy hay quá ha. Mấy người này a vua quá đi à. A vua gì? Không được còn gì nữa mà a vua. Tôi bỏ đi, dạ tém đi, nhanh ra đi 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 đi. Lão, đa tạ cậu đã cứu giúp cho lão. Nếu không có cậu, chắc lão già này chỉ có con đường chết mà thôi. Không có gì đâu mà lại phải cảm ơn như vậy. Tại vì con thấy chị bất bình nên ra tay thôi. Đa tạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau khi bị giết công lặng bẽ bằng đội quán ăn, bá hộ hậm hực trong lòng, tìm kế vu oan cho anh là cái ăn cắp, rồi đuổi đi khỏi nhà mà không trả một đồng nào. Tiếng xấu đột xa, cả dân làng ai gặp Thiết Công cũng xì xầm to nhỏ, nhìn anh với ánh mắt kinh khi dè biểu. Không ai hơi làm, Thiết Công quyết định rời xa ngôi làng để tìm đến một nơi khác mà kiếm sống. Cô em, đi đâu vậy? Trời, có biết một mình trong rừng này nguy hiểm lắm không?
Đi đâu nói anh, hai anh hộ tống cho. Tôi đi chợ. Mấy anh tránh đường. Chợ gì? Đâu. Mấy anh làm cái gì vậy? Nè, cô em có biết là cô em đẹp như vậy mà đi trong rừng gì nguy hiểm lắm đó. Để em đưa cô em đi nè, đi. Để anh nha. Đi đâu? Tôi có gì? Đừng có la. Không có ai đâu mà la. Đúng rồi đó. Tôi có gì? Em cứ la đi, ở đây không có ai đâu. Đi rồi. Các người là thanh niên trai tráng, tại sao dám ăn hiếp cô gái yếu đuối với ba ngày ban mặt như vậy? Ê, mày là ai vậy thằng hủi thế gớm? Trời ơi, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Chán sống hả mày? Đúng, ta chán sống rồi đây. Từ nhỏ tới lớn, ai gặp ta cũng phải xa lánh ta, nên ta buồn, ta chán. Bởi vì ta mắc bệnh từ nhỏ rồi. Trời ơi, mày bệnh hả? Làm như ta không bệnh vậy? Từ nhỏ lớn ta bệnh cảm ho trước đầu sổ mũi, bệnh suốt. Mày bệnh gì? Ghẻ lỡ. Bình thường. Bình thường. Ta nói cho các người biết, mỗi năm tao phải thay da một lần. Chỉ cần người ta đến gần tao thôi, không cần phải đụng vô người tao cũng đã bị lây bệnh. Tụi bay ngon đến gần tao đi. Bệnh một mình bần buộc lắm. Bệnh chung cho nó vui. Quỳnh ơi, ghê quá. Đến gần tao đi. Nè nè, mày đừng có lấy cái gớm biết đó nghe, mày hù tao nghe. Tao có sợ mày đâu đó. Không sợ hả mày? Quỳnh ơi, để còn muốn sống lắm. Để đi trước nha. Nhát quá. Mày ngon. Nè, mày ngon. Không có hù nha. Nè, sao? Tao nói cho mày biết, tao không có sợ mày đâu đó. Mày có chừng tao đó. Tao sẽ coi chừng mày. Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi. Công ơn của anh không biết bao giờ tôi đền đáp á. Có gì đâu, cô đừng quá bận tâm. Mà cô là con gái một thân một mình như vậy, ra đường một mình nguy hiểm lắm biết không? Anh thiệt là tốt bụng, nhưng mà không may lại bị bệnh như vậy. Anh có tìm cách để mà chữa trị bệnh của anh chưa? Bộ cô tưởng tôi mắc bệnh thiệt hả? Không phải đâu, tôi làm như vậy để đánh lừa bọn chúng thôi. Tôi làm vậy đó vì để không tốn công chiến đấu với bọn chúng, và để giúp cô thoát khỏi nguy hiểm nữa. Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được nữa hả? Anh thì là thông minh á. Hình như cô không phải là người xứ này. Cô có thể cho tôi biết cao danh quý tánh của cô được không? Dạ, tôi là người làng bên, cha tôi là thầy đồ, nhà tôi á thì ghép với là làng này, mà tôi cũng không ra ngoài đường đâu, cho nên là anh cũng biết mặt. Hôm nay vì cha tôi cần thuốc cho nên là tôi mới qua đây đó. Hèn chi tôi thấy cách cư xử của cô nhã nhặn thanh tao lắm. Thì ra cô là con của thầy đồ à. Anh quá khen tôi rồi. Tôi cũng là con gái bình thường thôi, ngày ngày nấu ăn may vá đọc sách và chăm sóc cho cha tôi. Ủa, anh là người ở làng này sao? Thật ra tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và gặp chuyện không may cho nên tôi phải sống cảnh không nhà không cửa như vậy. Tôi cũng định qua làng bên kiếm việc làm để mưu sinh qua ngày. Nếu như mà anh đã có ý định như vậy á, thì tạm thời anh cứ qua nhà tôi đi. Tôi sẽ nói lại với cha tôi để mà đền đáp công ơn anh đã cứu tôi. Tôi nghĩ là cha tôi sẽ đồng ý. Cảm ơn đồng tốt của cô, nhưng tôi nghĩ cô không cần phải làm như vậy đâu. Tôi giúp cô cũng không cần phải trả ơn tôi đâu. Ngọc Dung nhận Thiết Công người nhà. Ông đồ của Thiết Công là người thân thà, siêng năng nên đã giữ anh lại phụ giúp cho Ngọc Dung những việc nặng trong nhà. Thiết Công không còn lo cơm ăn, áo mặc, chỗ che mưa, che nắng như ngày xưa. Sàn tiền Minh Nguyệt Quang. Nghi thị địa thượng sương. Cử đầu dọn Minh Nguyệt. Đê đầu tư cố hương. Hiên sao xuân đến, hoa mai nở. Gian đường thu lại lá vàng rơi. Câu đối hay lắm.
Dạ thưa thầy, thầy quá khen con rồi. Con chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Ta thấy con là người ham học, lại thông minh bẩm sinh. Ta muốn nhận con làm học trò. Thầy nói thiệt không thầy? Thầy ơi, thầy không gạt con chứ? Con cảm ơn thầy, con đội ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Sàng tiền Minh Nguyệt Quang, nghi thị địa thượng sương. Thiết công tư chất thông minh, lại được thầy đồ tận tình chỉ bảo, chẳng bao lâu đã có kiến thức sâu rộng. Thầy đồ quý mến Thiết công nên đã gả Ngọc Dung cho anh. Thiết công hết sức vui mừng. Gia đình ba người sống độc ấm. Chưa được bao lâu thì thầy đồ trở nên bệnh nặng và qua đời. Chàng dựng lớp học, nối nghiệp thầy đồ bỏ đầu con trẻ. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu Thiết công đã nức tiếng cả một vùng. Tin tới tay bá hộ, hắn quyết định lặn lội tìm tới tận nơi để tận một sở thị. Bây giờ các trò bỏ viết xuống và đọc theo thầy. Nhân chi sơ, nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính bổn thiện, tính tương cận, tính tương cận, tập tương viễn, tập tương viễn. Các trò giỏi lắm. Bài học hôm nay của chúng ta hết rồi. Bây giờ các trò về nhà cố gắng làm bài tập và viết chữ đẹp cho thầy nhé. Dạ. Bây giờ các trò có thể về. Chúng con kính chào thầy ạ. Không thể, không thể như thế được. Hôm nay chàng mệt không? Chàng uống miếng trà đi. Cơm canh thiếp đã nấu xong rồi. Khi nào chàng đói, thiếp dọn lên cho chàng dùng. Để ta vào trong ta phụ cùng với nàng nha. Có kẻ mà ăn thịt thiên nga. Còn mình, Phượng Hoàng, mà ăn nhầm thịt của con vịt bầu, xấu xí, tham lam à. Tao không để cho chúng mày hạnh phúc đâu. Tao sẽ tìm cách hại chúng mày. Hãy đợi đấy. Ta nói nó có ở nhà chứ nó không đi đâu hết á. Thiết công, thì ra nó ở nhà đây chứ đâu. Thiết công, Thiết công, ta muốn nói chuyện với ngươi. Các trò, hôm nay thầy cho các trò về sớm đó. Để đi, chân dân ở đây nó chỉ chào thầy nó thôi à. Vậy mà cũng là học trò đó. Đây, giới thiệu cho ngươi biết, đây là quân sư của ta. Ngươi muốn nói gì nói chuyện với nó. Ta không nói chuyện tay đôi với ngươi nữa. Nói đi, rồi có gì nó nói lại cho ta biết. Sao quân sư mà gọi là nó? Ta quên. Ta xin thay mặt cho ông bá hộ đến đây muốn gặp cậu, muốn cậu nhận một lời thách đố của ông bá hộ. Đúng. Thách đố à? Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng. Làm sao nó dám? Cậu là người thông minh, ở đây ông bá hộ là người giàu có và có thế lực. Nếu như cậu không nhận lời thách đố của ông ta thì hậu quả như thế nào thì chắc cậu cũng hiểu rồi đó. Nó hiểu chứ. Ta nói cho cậu biết, ông ta đã lén cho người lấy cắp chiếc khăn tay của vợ cậu nhằm dựng chuyện gian díu hãm hại thanh danh của cậu. Nếu cậu không nhận lời thì hậu quả thật là khó lường đó nghe. Còn nếu như cậu được
thì cậu sẽ có được danh dự của mình và có được cả gia tài của ông ta nữa. Cậu cứ yên tâm, ở đây mọi chuyện có ta làm chứng. Ta nhắm nó có chịu không mà ngươi làm chứng? Chắc chắn là phải chịu. Ta sẽ làm một bản khế ước, cả hai cùng điểm chỉ trong đó. Được. Lời thách đố là như thế nào? Nói cho nó biết. Câu đố như thế này: vào những năm giặc xâm lược nước ta, dân tình khốn khổ, rút vào tận rừng sâu mà sinh sống, thiếu gạo, nhà vua mới cho người sang nước láng giềng mua một loại hạt đậu. Mà loại hạt đậu này to đến mức mà khi nấu lên một hạt thì 100 người ăn vẫn không hết. Câu hỏi này có bộ hơi khó. Hãy cho ta thời gian, ngày mai ta sẽ trả lời. Ngày mai à? Như vậy thì ngươi đã đồng ý thách đố. Vậy thì ta sẽ làm một bản khế ước cho cả hai cùng điểm chỉ nha. Ta lớn, ta điểm chỉ trước cho. Dạ mời ông. Mời ngươi. Cậu thông minh lắm. Ta đi thôi. Quá thông minh á. Dạ mời ông. Mời cậu. Dạ uống trà đi. Cảm ơn nè. Quang vô đây đi, con nói quang mà nó trong này chứ không đâu hết đó. Vợ chồng nó trong này nè. Tụi bay đè lên. Quang qua coi chừng cái cầu này nó sập nha quang. Đi cẩn thận đó quang ơi. Vô đây, Linh vô theo tao. Khỏi thoát được tụi con. Nó ở đây rồi. Tụi bay vô bắt nó, đem về quyện đường công đầu nó. Đè lên. Tụi bay nghe lời tao, bắt vợ chồng thằng này về quyện đường công đầu đó. Sao? Ở đây ngươi là quan hay ta là quan? Dạ, bẩm quan là quan, còn con là con. Lấy ghế của quan. Dạ, lấy ghế. Dạ, đi quan, ghế này quan. Tránh ra. Dạ. Đúng theo lời hẹn, lý ra bữa nay hai vợ chồng nhà ngươi phải lên phủ quan để trả lời câu hỏi cuối cùng giải đáp của bá hộ. Dạ. Nhưng tại sao vì lẽ gì mà hai nhà ngươi không đến? Dạ bẩm quan, không phải là hai vợ chồng con thất hẹn, mà chẳng qua là sáng nay hai vợ chồng con phải qua bên làng bên làm một việc rất quan trọng mà. Nó nói dối quan, coi chừng nó gạt quan á. Lấy đâu công đầu hai chồng nó cho tao. Ở đây ta là quan hay ngươi là quan? Dạ quan là quan mà. Dạ bẩm quan, chuyện là như vậy. Sáng nay bên làng bên có một cái chảo rất lớn, nó lớn bằng ngôi nhà. Chính vì vậy vợ chồng hạ thần qua bên đó cùng phụ với dân làng khiêng nó về. Cái gì? Cái chảo mà to bằng ngôi nhà? Dốc. Dạ có thưa quan. Nếu không có cái chảo to bằng ngôi nhà thì làm sao mà nấu được hạt đậu bự mà cả trăm người ăn như lời bá hộ đã nói. Có đúng như vậy không? Dạ, dạ bá hộ. Dạ, 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 dạ thưa, dạ, 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 dạ thưa, dạ, dạ, dạ. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Như đã giao ước, vợ chồng Thiết Công đã trả lời được câu đố mà bá hộ đã đưa ra. Lý ra nhà ngươi phải giao hết tất cả tài sản cho vợ chồng Thiết Công. Dạ. Đồng thời nhà ngươi phải xin lỗi và trả lại danh dự cho vợ chồng người ta. Cảm ơn quan huyện đã minh quan xét xử công bằng cho vợ chồng con. Nay mọi việc đã sáng tỏ, vợ chồng con không dám nhận tài sản của bá hộ đâu. Chỉ mong quan huyện thực hiện lời yêu cầu của con thôi. Là mong sao bá hộ sống đàng hoàng tử tế, không làm hại tới người dân vô tội nữa. Nếu Thiết Công đã có ý nguyện như vậy thì ta sẽ chấp thuận cho nhà ngươi.
Từ nay nhà ngươi có thể an tâm tiếp tục sự nghiệp gõ đầu con trẻ và sống hạnh phúc bên người vợ của mình. Đa tạ quan quyền. Riêng phần bá hộ. Dạ, có bá hộ. Ngươi sống hay gieo bão, lại có thói ganh ghét những người hiền. Nay ta phạt đánh 30 heo. Dạ quan. Để làm gương cho người đời và kẻ khác. Dạ tha cho con quan ơi, tội nghiệp con mà quan. Trời ơi, quan ơi, quan lấy giùm tôi cái gậy coi. Quan ơi, tha cho con quan ơi, là quan. Quan ơi. Kể từ hôm đó, bá hộ đi đến đâu cũng bị người chê kẻ cười. Ngay cả trẻ con trong làng cũng khinh thường bá hộ. Bá hộ xấu hổ và không dám nhìn mặt ai nữa. Về phần thiết công, ở hiên thì gặp lành. Khoa thi lại đến, thiết công đã đổ đạt bản vàng, vinh quy bái tổ, cùng Ngọc Dung sống cuộc đời sung túc và hạnh phúc. Đứa con gái đâu mà không ra đi chơi con? Dạ, tụi nó ở trong phụ bà ngoại nấu chè xôi để cúng ông Tám. Mà với lại cho tụi nó thêm mệt lắm ông Tám. Chỉ có vô chuyện cổ tích là bọn nó hết mèn nheo à. Bởi vậy tụi con đi câu thoải mái quá trời luôn. Hay là lát nữa ông với tôi á xuống đồng một cua chơi. Chơi luôn, sợ gì. Có kẹp thì kẹp cả hai luôn. Hai đứa này còn hợp nhau dữ nha. Bạn thân mà ông Tám. Sống chết có nhau hả Bảo? Thì không đó. Vậy thì ông Tám chọc tụi con hoài. Tại vì ông đang nghĩ tới chuyện cổ tích đó mà. Chuyện gì ông Tám? Cái chuyện này hay lắm, thấy không? Hai đứa vô đây rồi ông sẽ nói. Thằng Cao đi theo ông nè. Đi đây. Đi. Vô tụi con. Vô ông coi cho coi nè. Ha ha. Đây. Mà ông Tám, tụi con vô đây gì vậy? Ông mà biết là ông vô luôn rồi. Nói nè. Chọn bạn mà chơi. Tôi cầu xin cho hai đứa nhỏ này, nó đừng có biến thành con chó.
Trời Binh, sao ông giống ăn mày quá vậy? Trời, thì ông có khác gì tôi đâu. Ờ hả? Mà sao tụi mình rất rước vậy ta? Ê Bảo, mà làm ăn mày thì sao? Có bị bỏ đói không? Ê, mà có bị chó rượt giống như hôm trước không vậy? Nè, hai con. Làm cái gì đứng trước nhà có gì để chó sủa ôm sòm vậy? Hai đứa là ai vậy? Mà con là... Là ăn mày. Mới xấu hổ hả? Trời, có ai biết đâu xấu hổ. Cái gì? Đi ăn xin hả? Tội nghiệp không? Nhìn mặt hai đứa sáng láng quá mà. Đói lắm phải không? Thôi đưa đây. Để dì vào dì lấy cơm cho hai đứa ăn nha. Đưa đây. Nè, hai đứa đứng yên một chỗ nghe chưa? Đừng có đi tới đi lui rồi chó nó không biết nó sủa rồi nó cắn nghe con. Dì ra liền nha, đợi nha. Bình, giọt lẹ đi. Ê, từ từ. Đợi lấy cơm đã, em nói bụng muốn chết nữa. Ông ở đây nha, đi trước. Ê, từ từ. Mày đi đâu mới được? Chị tìm cái ông chủ nhà này nè. Đi, đi. Ê, Bảo. Hai đứa à, đi đâu rồi? Chắc là qua nhà khác xin ăn rồi chứ gì. Thôi mình để đây cho nó đi, thế nào nó cũng lại à. Hai đứa ơi, vậy để cơm ở đây nha. Một lát qua lấy rồi đi ăn nha con. Một, hai, ba, vô. Nhậu ra mấy đứa có thấy không? Bất cứ chỗ nào đại ca cũng trả tiền, đâu có để cho mấy đứa trả đồng bạc nào đúng không? Bởi vậy em có nói đại ca là số một luôn. Thiệt, lúc nào em cũng vẫn tôn thờ đại ca. Em nói phải nhắc lời như cũ nha. Đại ca nhớ không? Ngày xưa đó em là cái thằng cờ bạc, nhà của em cũng bán mà. Rồi bắt đầu em thiếu nợ tùm lum hết. Tụi nó quýnh em, nó xô đẩy em, nó chà đạp em. Cũng nhờ ai? Biết ai không? Ai? Ai? Đại ca. Đại ca là cái người lôi em từ dũng bùng lên. Sao? Cho em sạch sẽ, sáng lạng. Em được như ngày nay là nhờ ơn ai? Ai? Đại ca. Trời đại ca. Thôi, em thương đại ca quá. Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Anh giúp được tụi em là anh cứ giúp, không có gì. Dạ. Cuộc đời phải có nhờ nghĩa. Chẳng có gì, không có đại ca gia đình em kể như là tuyệt tử. Vợ chồng á, hiếm mọn, tiền đâu mà ăn. Nhờ đại ca cho tiền ăn bồi dưỡng nó, có người nó sung sức, nó khỏe. Vợ tao mới được có bầu. Bởi vậy cái ơn đại ca không thể nào quên được, tôi nhớ mãi ơn đại ca. Vợ chồng á, dắt vợ nó đi sinh đẻ. Bỏ chuyện đi qua đi, nó lâu rồi, đừng nhắc lên nó. Sao mày khóc? Đại ca còn nhớ không? Hồi đó có một thằng trẻ nó mồ côi, cù bơ cù bớt, không có chỗ nương thân. Nhờ tấm lòng cao thượng của đại ca lo lắng cho em thì em mới được ngày hôm nay. Đại ca, em lại đại ca một chơi lại đại ca. Thôi. Mày tới sống đại ca vậy? Chứ những lúc mà nó dư giả thì giúp đỡ cũng đâu có gì đâu để nói không? Rồi chuyện cũ là bỏ qua đi ha, ra đây ngồi chơi tiếp ha. Anh em mình lúc nào cũng vẫn là anh em. Bởi vậy em nói thiệt với đại ca nha. Ân nghĩa của đại ca không bao giờ tụi này quên được. Dạ. Dầu cho dầu sôi lửa bỏng, núi lửa sóng lần, phong ba bão táp. Tụi em cũng ủng hộ đại ca, ủng hộ đại ca tới cùng. Cho em xin ba đồng. Chà, đúng nghiệp quá. Đại ca ơi, dầu sôi lửa bỏng em lo được, còn cái chuyện này để cho này nó lo đại ca. Không, phong ba bão táp không thành vấn đề. Cái chuyện này đâu chưa thành vấn đề. Dạ mày nói đi. Hai bạn nghĩ sao vậy? Núi lửa sóng thần tao còn lo cho đại ca được. Nghĩ sao chầu nhậu này tao trả không? Thôi sợ đại ca sẵn cho móc tiền rồi trả không đi. Cảm ơn nha ba là ông nha. Tao bay mệt, tao bay quá. Anh em mình lúc nào cũng là anh em. Không phải tao nói tao thương ba đứa bay nha. Dạ. Nếu mà lỡ ba anh em mình có đi chung một chiếc xuồng dạ, mà có vợ của đại ca ha, dạ, mà lỡ cái chuyến đò nó có chìm nha, dạ, tao sẽ cứu ba đứa bay. Dạ. Chứ tao không cứu vợ tao luôn. Trời, đại ca cao thượng quá. Nói thiệt đại ca hồi nãy em định trả tiền á, nhưng mà thấy đại ca mất tiền rồi, thôi để đại ca trả. Bây giờ uống thoải mái đi, thoải mái đi. Đại ca, hình như nãy giờ em để ý, em thấy hai nhỏ này đứng đây nó nhìn hoài đại ca, làm như là tụi nó mồ côi hả, mà nó đói sao nó cứ nhìn chằm chằm vô cái dĩa này. Đại ca nhìn nó coi. Nhìn hai thằng nhỏ này giống hoàn cảnh em hồi đó quá đại ca ơi. Nhớ vài kỷ niệm nữa. Thấy đứa nhỏ này em nhớ cảnh của tao, của tao, của tao, của tao, trời, của tao, trời, 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 tr
bạn bè với nhau, phải không? Mình là bạn thì phải biết chia sẻ với nhau chứ. Dù có miếng gì đó mình cảm thấy nó ít quá thì mình phải chia đôi, chứ giành giật nhau làm gì, đâu phải là còn tình bạn nữa. Thằng hạn vậy chứ ổi miếng ổi vô phải không? Nè gì? Đóng thẳng miếng vậy cho nó chắc ăn. Đi đi con, nhậu tiếp à. Đi tao phải ăn đi. Đại ca bây giờ, đại ca trả tiền rồi, em an tâm, em nhậu thoải mái rồi ca. À, phải nhẹ người đâu. Dạ, 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 đi em. Anh về rồi, dạ ơi. Ôi, dạ. Kì. Ăn đi con. Kì. Đó, chó rồi, kì. Ông á, suốt ngày không biết làm gì á. La cà hết quán này tới quán nọ, tụm năm tụm bảy đám bạn nhậu không có ra cái gì hết á. Riết rồi cái nhà cửa này á, ông coi như là cái nhà trọ đem về ông ngủ gì đó. Ruộng vườn á, ông còn không biết lo chăm sóc. Rồi nhà cửa như thế nào ông cũng để ý tới. Bà là vợ, bà phải làm mấy cái công chuyện mà trong cái đành chứ. Mấy người bạn của tôi thì với bà là một chiến hữu tốt, một người bạn chân thành. Nó thương tôi, nó lo tôi, nó tôn trọng, nó tôn thờ tôi thiệt mà. Tôi chưa kiếm những người bạn nào tốt như những người bạn hiện tại bây giờ của tôi. Bạn bè của ông tốt á là tại vì sao? Sao? Ăn nhậu á là tiền của nhà này nè, ông lấy đem cho bạn của ông đó. Ha, thì để dĩ nhiên là phải tốt với ông rồi. Chứ tôi thấy bạn của ông không người nào ra người nào hết á. Vô tích sự không à. Tối ngày ông ra ngoài đó ông làm cái gì? Ông chứ làm gì? Ngồi trong bàn tính có chuyện làm ăn gì lớn không mà nó mới vô làm. Chứ ai đâu làm ăn chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ như bà vậy cho mệt. Làm ăn thì chuyện gì lớn không hả? Tôi không thấy ông làm ăn được cái gì á. Mà ông thấy của cải nhà nè, càng ngày càng bay đi cũng vì đám bạn nhậu của ông đó. Ôi, mày nói gì tôi đồng ý bấy. Người bạn đó là những người bạn tốt nhất của tôi không? Những người bạn chơi mà thì tôi cần cái gì là họ giúp đỡ tôi liền. Tôi cần lên một tiếng nói thôi là nó ào là nó giúp tôi hết. Bạn của ông á khôn quá à. Thiệt tôi phải công nhận đám bạn của ông ai cũng khôn hết á. Cái bạn tôi là phải khôn chứ sao không khôn? Mà trong đám bạn nhậu khôn á có một thằng nó ngu ghê lắm. Tất nhiên cái gì trong đám chơi thì phải có mấy thằng khôn, phải có một thằng ngu rồi. Đó là nào? Là ông đó. Mà sao mà chửi tôi hả? Chứ còn gì nữa. Hôm bữa tôi ra quán nhậu tôi kêu ông về. Lúc mà ông nói người ta kêu tính tiền đó. Mấy thằng bạn nhậu ông đòi móc tiền để trả. Ông đứng lên á, ông làm giọng ngang tà lắm. Khỏi. Các bạn đừng trả, đừng có ai trả đồng bạc đó, để tôi trả. Chứ sao? Vậy đời cho thấu không, có phải là ông ngu không? Mà là ngu mà nó chứng tỏ tôi là một người đại ca. Vậy kêu giờ tôi hỏi đại ca nè. Cái bếp nhà mình á, cái mái nhà bị hư rồi. Tôi biểu ông á lên lợp lại. Ông nói để ông kêu đám bạn của ông tới lợp lại. Có. Bao lâu rồi? Năm mấy. Rồi cái hàng rào nhà bị gãy. Tôi nói ông đóng lại đi. Ông nói là để kêu bạn nhậu của ông đóng lại. Bao lâu rồi? 3 năm. Rồi cái gạch đó bị bể. Tôi kêu ông á lót lại đi. Ông nói để kêu bạn nhậu ông lót lại. Bao lâu rồi? 6 năm. Sao bạn tốt kỳ vậy? Bạn tốt không giúp đỡ. Mà đừng có nói về tội nghiệp ta. Nó tốt lắm. Sau khi tôi vừa nói cái hàng rào hư rồi nó ào lại 3-4 thằng nó súng lại nó tính. Nó chạy nhà nó sửa liền á. Nhưng mà tại vì trong đó có một thằng má nó bị nhức răng. Rồi nó không. Rồi đó hai thằng kia phải chạy qua coi má nó có nhổ răng chưa. Rồi nó không có thời gian chạy qua sửa. Rồi tới bây giờ nó quên đi. Cái đó bà sửa được mà mắc mớ gì kia người ta làm gì. Quên nữa. Gì? Tôi nói cái công này tôi mới thề tôi nói. Tôi kể cho bà nghe luôn. Ông thề cái gì? Thí dụ như đi trên một chiếc xuồng. Tôi với 3 thằng bạn tôi trong đó có bà. Nếu lỡ chiếc xuồng mà nó chìm. Bà hỏi tôi cứu ai? Thì dĩ nhiên phải cứu vợ ông chứ ai? Không có. Tôi cứu 3 thằng bạn tôi. Trời đất. Dạ ông coi vợ là bao lâu bằng bạn không phải không? Tôi chết mặt tôi phải không? Mày quên nói vậy. Bây giờ nãy nó hẹn tôi nhậu nữa rồi. Bây giờ gì là bà nhớ bà mới bán cái lứa heo không? Rồi sao? Đưa tiền. Để làm gì? Đi ngao du hoàng thủy. Đi với ai? Đi với mấy người bạn thân của tôi. Vậy hả? Thôi vậy đi đi nha. Mà đi không có tiền sao đi? Ủa? Kêu bạn nhậu không đưa tiền cho ông đi. Không có thằng nào có đồng bạc đâu hết. Chứ tôi làm gì tôi có tiền. Cái tiền bán heo đâu? Tiền bán heo để mua lứa heo sao để nuôi chứ. Trời ơi khỏi mua heo làm gì nữa. Thôi đưa đây cho tôi đi. Lần sau mà tôi kiếm con heo khác cho bà nuôi. Ông cái gì vậy? Một đồng bạc tôi cũng không đưa đâu. Ông đi làm ăn á thì tôi đưa tiền cho ông làm ăn nghe. Còn đi ăn nhậu đi ăn chơi á một đồng bạc tôi cũng không đưa đâu. Mà không đưa thì làm sao tôi đi tôi nói được. Mà tôi là đại ca, bỏ tôi nó đi, tôi kỳ lắm. Bà đưa tiền đây, đưa tiền đây. Tiền đó mà đưa mấy tiền đi, tôi cho đậu đi, tôi tiền đi. Tôi đã không có, mà lấy gì đó, như vậy tiền bỏ đâu. Này, chị hai, chị vậy, cái chuyện gì vậy, bình tĩnh đi. À, chú hai, chú coi đó. Tiền tôi bán heo à, mà ông một hai lấy đòi đi ăn chơi bằng nhậu ổng đó. Sao kỳ vậy anh hai?
Tại vì bây giờ là anh nó hứa với mấy người bạn anh là anh với nó đi giao đi ngao du ngoạn thủy mà không có đằng nào có đồng bạc nào hết á, thì anh mới về anh cũng đâu có tiền đâu, thì cái tiền bán lứa heo chị em anh đem đi anh làm ăn luôn, vừa đi chơi vừa làm ăn. Trong gia đình nó cần người giúp mà anh Hai không giúp, giúp bạn bè. Giúp cái gì? Em qua đây cũng có chuyện muốn nhờ giả anh Hai đi nè. Chuyện gì chú nói coi. Nghe nói là hai vợ chồng anh nó mới bán lứa heo có tiền. Đúng. Em mới mượn số vốn để mà làm ăn đây nè. Sao nãy giờ chú qua đây phải từ từ nói trước là tôi biết không, rồi tôi cho chú mượn một quan. Trời ơi. Nếu mà chú á muốn làm vốn á thì tôi cho chú mượn tiền. Còn ăn nhậu với ông hả? Một đồng bạc tôi không đưa đâu. Cái bà này thiệt ly thiệt á. Thôi nhà chú đứng đây tôi biết. Tôi biết bà nói thiệt đâu. Ông làm gì vậy? Nè, nè, nè. Nè. Cái gì vậy? Thôi, ông buông tôi ra. Thôi thôi anh Hai ơi, trời. Không biết cái tiền. Anh Hai gì? Hai ơi, trời ơi. Bà muốn tôi ra. Hai, bà muốn tôi ra. Ôi trời. Tiền, tiền. Ở nhà chơi nha, anh đi với mấy người bạn xíu nha. Ôi trời ơi. Tiền này là tiền làm ăn sinh sống nuôi sống gia đình. Ông lấy tiền ông đi ăn nhậu có được không anh trời ơi. Ký già, sao nằm đây vậy Ký? Ký già, Ký. Trời ơi, con chó nằm phải bả nó chết rồi. Ở đâu nay có tiếng khóc gì thiên ơn quá vậy trời. Hầu như là cái tiếng khóc nỉ non của tiếng khóc này tới chồng chết mới khóc dữ dội vậy. Ủa mà sao cái giọng mà nghe quen quá ta, giống hình như cái giọng của vợ mình. Ủa không lẽ mình chết rồi ta? Phải không? Đâu có còn đau mà, đâu có chết được đâu. Ôi, khóc cái giọng giống vợ tôi quá. Trời ơi, tại sao bà ngồi ở đây bà khóc? Cái vụ gì? Cái chuyện gì bình tĩnh? Ông ơi. Chuyện gì? Tôi sao? Tôi lỡ tay. Lỡ tay cái gì? Tôi lỡ tay tôi giết người rồi ông ơi. Bà lỡ tay giết người. Mà nhưng bây giờ bà giết ai mới được chứ? Thằng nhỏ đi xin ăn. Hồi rồi sáng, sao? Hồi sáng này nó đến nhà mình nó xin ăn. Trong lúc tôi đang bực mình, tôi đuổi nó đi tôi không cho. Mà nó không chịu đi, nó cứ lèn en trong lỗ tai tôi. Tự nhiên cái tôi bực mình quá tôi nổi giận. Sẵn cái cửa cái tôi tức quá tôi phang nó bể đầu nó chết đi ông ơi. Thôi bà đừng có sợ, bình tĩnh nghe tôi nói, bình tĩnh. Bây giờ nhiều khi bà với chọi nó lỡ nó bể đầu nó nằm nó bất tỉnh thôi chứ chưa có chết đâu. Không có đâu, cái lúc mà tôi chọi nó máu nó ra nhiều lắm rồi tôi lại gần nó tôi thấy nó trời ơi không có đâu. Bây giờ đâu mà cái xác chết nó nằm ở đâu bà chỉ đi tôi giận tôi biết nó chết không chết tôi biết liền. Nó nằm đâu? Nằm đây nè. Trời ơi, có cái xác mà bà làm cái ghê nó nằm đây không? Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, tỉnh dậy nè. Trời, bớt người ta sát nhân, bớt người ta giết người, bớt người ta người giết người, sát nhân. Ông la lên như vậy á, bà con lối xóm người ta biết là tôi giết người, họ bắt tôi bỏ tù thì làm sao? Ông bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái gì, bây giờ xác chết làm như vậy, bây giờ giải quyết làm sao đây rồi đứa quan trên lên thấy như vậy. Trời ơi, tù một ông, bà đi biệt xứ luôn, trời ơi, chết rồi làm sao đây? Ông bình tĩnh lại đi, nhưng mà tôi nói cho ông nghe. Bình tĩnh gì? Không phải một mình tôi đi tù đâu. Ừ. Bây giờ cái luật mới bây giờ, nếu mà một người vợ hoặc là người chồng mà giết người á, mà người chồng hoặc là người vợ biết mà không khai báo á, thì người đó cũng sẽ ở tù luôn. Cái luật đó tôi biết. Ừ. Ê trời, bà nói cho tôi nghe chi cho tôi ở tù lại với bà. Cái bây giờ tôi là vợ ông, tôi không nói thì giờ tôi nói ai bây giờ? Trời ơi, tự nhiên mà hại tôi luôn thấy không? Mà giết người ta làm chi? Trời ơi, nè nè, ông bình tĩnh lại đi, tôi biết rồi. Bạn nhậu của ông, mấy thằng bạn nhậu của ông, người nào cũng khôn, người nào cũng thông minh hết. Đúng bây rồi. Giờ ông nói cho họ biết đi, để họ tìm cách họ giúp mình giải quyết cái xác chết này. Bà hay, giờ phút này mà thấy bà giúp mà hay đó. Cái người bạn tôi là toàn là bạn tốt không? Nó sẽ tranh thủ giúp tôi hết. Yên tâm đi, thì xác này để tôi xử lý cho, ha. Đừng có cho ai biết cái vụ này rồi, nha. Rồi,
đi, đi nha. Đi đi, đi đi, nha. Đi đi. Nhớ về nha. Bà chủ, trên em chén. Chén rượu đâu bà chủ ơi. Rồi. Nhậu mà đợi từ nãy giờ đại ca lâu tới quá. Đâu có, nhậu mà có đại ca là vui quá. Dạ. Trời ơi, có đại ca tuyệt vời. Mới chắc đại ca. Thôi, mới chắc có liền. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Cái chén lên ơi. Cái gì đại ca? Đại ca rồi, bình tĩnh đi, cái gì đâu. La ông sụp trời. Trời ơi. Vui mà. À, mình nhậu sắp giữa trả tiền đại ca tới. Ừ, thì đó. Cố tình đó. Ơi, tối ngày tụi bay lo ăn với nhậu không mà. Sao à? Gia đình đâu có chuyện rồi. Chẳng có chuyện gì. Bà chủ quán ơi. Chị chịu khó ra chợ mua giùm tôi hai miếng khô cá đuối nha. Rồi về tôi gửi tiền lại ha. Rồi cảm ơn chị nha. Trời, hôm nay đại ca nhậu mà khó quá ha. Rồi khô cá đuối mới chịu. Trời ơi, nói nhỏ cho ba cho bay nghe. Gia đình của đại ca có chuyện rồi. Trời, chuyện gì? Thằng nào em mắc con mắt nó liền. Cái gì? Em mắc con mắt á cho đại ca coi. Mắc không? Đại ca để em. Bất cứ chuyện gì đại ca cần để em. Chỉ cần nói một tiếng đi, thằng nào em luộc chính nó liền. Hai đứa bay tài lanh. Dạ. Dạ. Thằng nào để kiếm chuyện đại ca. Thằng này cái gì không? Phải là thằng này. Thôi được. Có gì đại ca nói em xứ chưa? Đại ca hiểu rồi. Bây giờ đại ca rất hiểu hết tấm lòng mấy đứa em mới thương đại ca. Bây giờ cái chuyện này không có thể nói lớn được. Nói nhỏ ba để mày nghe nha. Nói gì? Quan nghiêm trọng quá vậy? Sao nghiêm trọng? Vợ tao giết người. Rồi. Cái gì vậy? Giết người. Vợ đại ca giết người. Tao nói nhỏ nhỏ thôi, để ở đây người ta nghe hết rồi làm sao đây? Giết người đền mạng á. Trời ơi, giết người. Thì bởi vậy cái chỗ lỡ tay thôi. Một thằng bé ăn xin. Rồi không biết nó xin sao mà vợ tao đuổi nó ra. Rồi nó không chịu ra. Rồi vợ tao cầm cái tính khiều khiều đuổi nó thôi. Trời sao trúng vô cái đầu nó té nó chết luôn. Trời ơi. Vậy là chết chắc rồi đại ca ơi. Thì bởi vậy bây giờ đang rối. Bây giờ một mình đại ca làm không được. Thì bây giờ thì gì? Mình anh em. Anh đại ca mới nghĩ rằng còn ba đứa bay là thân tính với tao. Đúng. Là nghĩa kim bằng anh em thân thủ với tao. Dạ. Tụi bay làm cái gì tụi bay cũng thương tao. Thì bữa nay cái dịp này thì ráng cứu đại ca cái được không? Cứu đại ca thì chuyện nhỏ, nhưng mà nghe xong lại muốn tè trong vườn luôn đại ca ơi. Vậy bây giờ sao đây? Trời ơi. Em có cách rồi. Rồi cách gì? Cách gì? Một cái cách mà đại ca thoát tội. Cách là vợ đại ca giết người. Đúng không? Vậy thì bây giờ sao? Kêu nó đi nhận tội. Mày vô duyên lắm á. Sao vô duyên? Ai mà làm chồng với đại ca mà để cho vợ mà đi nhận tội được không? Không được hả? Mày không thấy được cái vô duyên của mày. Làm sao đại ca để cho vợ đầu thú được? Đúng. Cái tình nghĩa vợ chồng mà. Sao? Chỉ có cách dạng vậy thôi. Cách sao? Gì? Đại ca. Sao? Nhận tội giết người. Đúng mày. Mày vô duyên hai mày. Hai bay bậy bè. Nhớ tới hai bay không thằng nào có duyên dùng hết á. Đi. Tao có cách này nè. Cái gì? Tao nói rồi bay nghe. Kế của tao như vậy. Nếu mà vợ đại ca ở tù thì đại ca ở ngoài cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Đúng không? Đương nhiên. Thằng này hay tình nghĩa quá. Còn mà đại ca mà ở tù á thì vợ đại ca ở ngoài á cũng đâu có sung sướng gì. Chứ sao mặn nồng là cái chỗ đó. Đúng vậy. Nên kế của tao là hai vợ chồng đại ca mà được vui vẻ thì hai vợ chồng đại ca ở tù đi. Lẫn nhắc không mà tự nhiên à. Bây giờ tao nuôi tụi bay, giúp đỡ tụi bay từ miếng ăn, từ miếng nước uống, từ cái quần áo, tới cái thậm chí vợ con tụi bay khó khăn thì tao không giúp. Là bây giờ tao khó khăn cái chút xíu gì mà ba thằng không giúp được hay làm sao? Giết người đền mạng đâu đại ca. Bây giờ có cách nào qua thăm con cứu đại ca? Có cách nào? Có cách gì vậy? Có cách nào? Nhậu xồi vô, đau quá à. Ây da, trời kia đen cắn, nổi một giọt đau quá đây con. Ây da, đau tai quá trời ơi, hồi nãy giờ không nghe gì trơn, nhậu hết nổi. Tao hiểu hết rồi. Vợ tao nói đúng quá mà. Anh chơi với đám bạn toàn là ăn cháo đá bát, gà quẹt mỏ, qua cầu rút ván. Vậy mà tao bay nói hay lắm ha. Bảo tố phong ba. Đủ thứ chuyện hết trơn. Cái gì có em nhào em cứu đại ca, bây giờ có chuyện tụi bay đối xử với tao như vậy đó ha. Thiệt là đúng như thằng bạn khốn nạn thiệt mà. Nhưng mà tao nói cho ba đứa bay biết, cái chuyện này
Chỉ có tao với ba thằng bay biết. Đứa nào mà hó hé cho người nào biết, tao không nể tình bạn đâu nha. Lúc đó tao xử luôn đó, tao cho ba thằng bay biết đó nha. Thiệt tình, bạn với bè. Trời ơi, tội nghiệp đại ca quá mày. Mà tội đó tội lớn chứ đâu phải tội nhỏ đâu. Tụi bay biết cái tội giết người đó nha. Sao? Một là chung thân, còn hai nữa là đày đi biệt xứ. Trời ơi, chết! Ai chết? Ai chết? Giết người chung thân, đày đi biệt xứ. Cái câu, cái câu này của tao ông nội. Mà nghe là đồng phạm thì là sao? Nghe mà không báo quan là tù 10 năm hả? Tức là hồi nãy giờ 1, 2, 3 đứa mình nghe là đồng phạm đó, 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 đó. Nãy giờ tao không nghe gì hết, tao xỉn quá. Nãy giờ ngồi đây ba thằng, tao thằng này nghe mà mày không nghe hả? Mày cứ tin tao lấy đũa tao chọn cho con mắt mày không, mày không nghe. Mày sợ sợ hả mày? Mà tội này tội lớn quá, sao giờ? Bởi vậy chứ đâu phải là một hai ngày, cả cuộc đời của mình luôn. Cái tội này nếu ai mà đi báo quan trước thì sẽ được nhẹ tội. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mày đi đâu? Đừng, đừng, mày đứng đâu? Để tao. Lúc có khăn hoạn nạn, gặp toàn những thằng bạn khốn nạn không? Anh hai. Ủa chú tới đây nào vậy? Dạ, em tới lâu rồi. Em có nghe chị hai kể hết rồi. Chú nghe hết rồi. Hay quá. Tưởng ông đi gặp mấy ông bạn nhậu mà tốt với ông đó, họ hiến kế đi giải quyết xác chết này. Rồi cuối cùng sao? Trốn chạy hết. Ông Sáu mắt ra chưa? Tôi đâu có ngờ tụi nó đê tiện vậy. Bạn bè cái gì thôi dẹp luôn chứ đâu còn bạn bè gì nữa. Nếu chú có thương anh, chú chưa qua đây coi chừng cái căn nhà này, rồi coi giường ruộng giùm cho anh, đốt nhang cho ông bà, cha mẹ. Chứ theo anh nghĩ, đợt này anh với chị đi lâu lắm không về. Tính muốn chỉ quá. Anh hai, em cũng tính hết rồi. Anh hai cứ ở nhà chăm sóc chị hai đi, lo ruộng vườn, rồi chăm sóc mồ mả ông bà, rồi lo hương khói cho ba mẹ. Còn cái chuyện này thì để em ra quan đầu thú cho. Thôi không có được chú ơi, cái chuyện này là do chị với anh làm thì không có chịu trách nhiệm, là làm sao mà chú vô cái chuyện này được. Thôi thôi chú đừng có dí vô chỗ này, bỏ đi không? Anh hai anh đừng có nói vậy. Đã là anh em với nhau mà, hoạn nạn phải giúp nhau chứ. Còn em nè, một thân một mình, anh có vợ anh mà, anh phải chăm sóc vợ anh. Anh lớn nữa, anh phải lo mồ mả cha mẹ với ông bà nữa. Trời, bây giờ không leo, bây giờ tôi ở đó giờ tôi mới cảm thấy tôi nhục. Bây giờ những người bạn ăn nhậu mà tôi đem tiền tôi giúp, còn chính người anh em ruột thịt của tôi mà tôi có giúp nó ngày nào đâu, nhưng bây giờ nó lại giúp tôi như vậy. Trời ơi, không biết cái cách nào tôi sống hết. Tôi nhục quá trời bà ơi. Anh đừng nói vậy mà, em không có sao đâu. Em đi nha anh chị. Chú Út, tôi nhục. Ôi, 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 ôi. Dạ thưa quan. Chuyện đó là do một tay tôi làm, không liên quan chị dâu của tôi đâu. Trời ơi, nói ra là nguyên gia đình giết người luôn. Trời ơi, ghê thiệt. Ngoài sức tưởng tượng. Ngươi đừng hồ đồ. Ta có bằng chứng xác nhận kẻ sát nhân là người đàn bà này, không phải ngươi. Dạ, dạ bẩm quan, mụ này chính ả là kẻ giết người đúng không? Dạ, dạ phải. Còn chồng của bả còn suối tụi tôi á phụ một tay nữa quan. Dạ. Nè, tội trạng rõ ràng mà vẫn nhẫn nhơ.
Trời, cái mặt tỉnh bơ đúng là ác phụ mà. Ác phụ, ác phụ, ác phụ, ác phụ, ác phụ. Im lặng, im lặng, im lặng. Dạ, dạ bẩm quan, xin quan đại xá cho à. Chuyện này á, tưởng nhỏ, không ngờ thì lại làm phiền đến quan đến như vậy. Trời, chuyện gì đó nhỏ, bà con im lặng, im lặng. Đây không phải chuyện nhỏ, sát nhân phải đền tội. Đúng rồi, đúng rồi, sát nhân phải đền tội. Dạ bẩm quan, tiện nữ có giết ai đâu. Ta hỏi thật, hai vợ chồng ngươi có chôn xác ai không? Tên kia, sao rung như kỳ sấy vậy? Ta con lạnh quá rung. Có hay không? Chỗ ở chỗ nào? Dạ, dạ có. Xin bà con im lặng. Bà còn gì để nói nữa không? Dạ còn. Láo thật. Được, nói đi rồi ta gông cổ cũng không muộn. Dạ bẩm quan, thật ra đây chỉ là mẹo nhỏ. Tiện nữ muốn giúp cho chồng tiện nữ biết được đâu là người xấu, đâu là người tốt, để chồng tiện nữ hồi tâm chuyển ý mà chí thú làm ăn. Tiện nữ không giết thằng bé đó, thật ra cái xác bói chiếu đó chỉ là... Đừng nhanh lên. Làm cái trò khỉ gì mà hít hà vậy? Xui quá, vô chuyện tưởng như làm quan làm tướng gì chứ. Ừ đúng rồi, ai ngờ đâu là Mai Đạt ăn mày đáng thương mà còn bị con chó ruột nữa chứ. Trời ơi, vậy là may rồi đó con. Trời đất ơi, làm ông ở ngoài ông hồ hộp muốn chết luôn rồi. Ủa sao hồi hộp ông Tám? Ông đã tưởng hai đứa làm con chó chứ. Bộ ông sợ tụi con bị bó chiếu hả? Đâu có, ông sợ hai con chó này giận nhau đi mất á. Như vậy thì lấy đâu mà ra phim nữa. Hả? Tụi đâu muốn đi xa thì đâu, nhưng mà tại vì nhà mình cứ thiếu trước hụt sau hoài, mắc nợ người này người kia. Thôi, đi làm ăn mà, đừng có lo. Nếu như mà bà Bảy, bà nghi ngờ, bà biết chuyện. Hả? Vậy là cả làng này đều biết sao? Chắc vậy quá. Cực khổ cực nhọc về mà con vợ nó có thương nó đâu. Bởi vì tánh mình vậy đó, thầy lai like nhiều chuyện nói ra thì sợ gia đình nó đổ vỡ, mà không nói đó anh hức, thấy không? Đúng rồi, mình phải cất số bạc rồi về nhà giải quyết cái chuyện của mình để con bà thấy bà nói đúng không. Thôi chết rồi, nếu mà mình giấu ở phía ngoài cái gốc đa đó chết, lỡ có khi nào đi ra đó không còn bạc nữa không? Trong vụ án này Bảy là người duy nhất chứng kiến nguyên đơn có 120 ngàn. Ta hiểu rồi. Lính đâu? Đánh 50 heo. Ý sao vậy? Trời ơi. Có là. Con mấy nít nhỏ này mất vui, nghe không? Mà đi đâu cũng phải có cây phát trần mới được chứ. Cái số của tụi nó chạy trời cũng không khỏi cái chuyện mà làm ông bục, nghe không? Đây,
Đúng kiện rồi đó. Ủa, chú Chính, anh Năm. Dạ. Con có cái này cho chú nè. Cái này là tổ muối chúa. Chú về á để dành trị bệnh tốt lắm đó nha. Cảm ơn chú á. Dạ dạ. Thôi con để con đi đã. À, anh Năm. Anh Năm. Dạ. Đây. Anh á lấy cái này về á sắc thuốc nấu uống tốt lắm đó. Trị bệnh tốt lắm nha anh. Cảm ơn anh. Dạ. Sao? Chiều đó hả con? Dạ. Thím sao? Thím sao có chuyện gì mà sao thím lại ngồi đây buồn quá vậy? Thím nói cho con biết đi. Không có chuyện gì đâu con. Thím đừng có giấu con. Không có chuyện gì sao mắt thím đỏ que vậy? Hay là chú Sáu ở nhà có chuyện gì hả thím? Không. Chú Sáu vẫn bị bệnh năm nay nằm đó. Nhưng mà không phải chuyện đó. Thím đừng có giấu con. Mà sao thím Sáu đi đâu á lại cầm cái rổ không vậy? Thím đi mượn lúa nhà ta. Mượn nhà giàu sao khó quá hả? Không cho thím mượn mà người ta còn đuổi thím ra khỏi nhà nữa đó. Thì ra là như vậy. Thím à. Thôi con đừng có nói. Thím biết con muốn nói gì rồi. Con đã nhịn miệng để lo cho nhà thím bao lâu nay, thím chưa có trả ơn. Bây giờ hở ra xin xỏ coi sao được. Thím Sáu à, con là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, con có thể đi làm được. Còn thím, thím phải cán đáng rất là nhiều chuyện, trong khi chú Sáu lại bệnh như vậy. Rồi khi nào chú Sáu khỏe mạnh á, lúc đó muốn trả cho con cái gì cũng được nha. Thôi, thôi thím đi về nha. Thím Sáu. Ở đây có mấy đồng, thím cầm để xoay sở mọi chuyện đi. Cảm ơn. Cầu trời phật phù hộ cho con. Người nhân từ như con khó tìm được. Cảm ơn nha. Đi. Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, ông sao không? Ông mệt quá. Ông ơi, ở đây con có một ít cơm nấm nè, ông ăn đi cho khỏe nha ông. Đói quá. Giờ ăn miếng cơm cho tôi cũng hơi khỏe khỏe rồi. Nhà ông ở đâu vậy ông? Ông ráng ăn một chút nữa đi. Rồi con đưa ông về nhà nha.
Tôi cảm ơn cậu. Cậu tốt bụng quá. Ông cứ giữ để dành ăn đi. Ông nếu ông không đi được á, để con cõng ông về nhà nha ông. Kỳ lạ, sao giữa rừng lại có tiếng sáo thổi? Kêu, con đã tới rồi đó hả? Thì ra ông là người thổi sáo, nhưng mà tại sao ông lại biết tên của con? Sao lại không biết? Nè, con nhìn thử coi ta lại đây. Con nhớ rồi, ông là ông lão ăn mày hôm bữa con gặp, mà con cho cơm ông ăn đó, đúng không? Vậy chứ sao? Nhưng mà sao hôm nay á, ông mặc đồ kỳ lạ quá, con nhận không có ra. Ông là thần tiên mà, ông có thể biến hóa thành người này người khác trước mắt con và trước mắt mọi người được. Ông là thần tiên? Ừ. Ông ơi, con có mắt không trộm. Ông ơi, ông tha cho con. Con đứng lên bình tĩnh nha, vì ta thấy con là người nhân từ. Con đã giúp ông, thành ra hôm nay ông đón con ở đây, ông sẽ cho con một món quà quý lắm đó Triều à. Dạ, con giúp người khác cũng chỉ là điều bình thường thôi mà ông. Con đứng lên đi, ta là ông Bông, ta sẽ cho con một món quà này, ở trên thiên hạ này chưa từng có. Đây, chăm chú nhìn nha, Triều. Đây. Có gì đâu ông? Quên ý lộn. Bên đây chứ. Đây nè. Thấy chưa? Đây là cái gì vậy ông? Cái áo. Áo à? Con có áo rồi mà ông. Cái áo của con là áo bình thường. Đòn đây là cái áo thần. Áo thần này sẽ giúp con nhiều việc đó. Con bận vô một cái là con sẽ, người ta sẽ không thấy con ở đâu hết. Đây là cái áo tàng hình đó Triều ơi. Để con thử nha ông. Con thử đây. Phim. Còn cái chân. Còn cái chân. Làm lại nha Triều. Một. Tàng hình. Còn cái đầu ra. Chờ đây. Phim. Đúng là áo tàng hình thiệt ông. Đúng ơi chưa? Cái áo này hay quá. Nó sẽ giúp con nhiều việc chưa? Bây giờ con vui chưa nào? Dạ con cảm ơn ông nhiều lắm. Rồi bây giờ ông đi nha. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Đại ca nói rồi, trễ một chút xíu là chết liền. Ôi ơi. Mà mày công nhận không? Mày công nhận đại ca mày hay không? Em phải công nhận là anh nể đại ca thiệt luôn á. Đại ca cái chừng nhìn ở ngoài cái tai nải thôi, đại ca biết người nào là người giàu có. Tao nhìn là tao biết trong này vàng không, ở trong này nặng lắm đó. Thôi rồi. Trời ơi đại ca ơi, em hán phục đại ca vô cùng. Chỉ cần nhìn qua tay nải đại ca biết trong này rất là nhiều vàng. Nhưng mà mày thấy đại ca mày hay gỗ cái là không bao giờ cướp của thanh niên. Đúng rồi. Trời ơi, đại ca rất là thông minh.
đại ca rất là sắc sảo, đại ca rất là tinh tế. Đúng. Bởi vậy cho nên đại ca toàn là cướp của phụ nữ không à. Nó không có dí theo mình được mà nó đánh mình cũng không lợi nữa. Đúng rồi. Mừng quá đại ca. Anh sợ không? Sợ không? Tao cảm giác như trong này nó quá trời đi. Rồi để anh em mình sẽ vào. Đúng rồi, khui hàng đi anh em. Khui hàng ra. Coi cái gì trong đây. Khui hàng ra. Coi cái gì trong đây. Đại ca, cái bà này bà kỹ ghê luôn á. Bà biết là vàng á, quý á, bà sợ người ta thấy bà không để hết. Bà lấy ba áo đồ, lấy khăn đồ á, quấn lại. Trời ơi, bà này chắc nhiều lắm, nên bà quấn kỹ vậy nè. Là sao vậy? Ai biết là sao? Không có gì hết trơn là sao? Trời, bởi vì tôi nói thiệt ông, tôi tức ông lâu lắm rồi đó. Ông á hả, tôi nói mắt ông là mắt hí. Mắt mà mập quá, mở che mắt đi nè. Cái, nhìn cái tay nải toàn là quần áo với khăn đồ không mà nói là có vàng cái chồng. Đó bây giờ đó, đó giấc mơ gì đó, đây nó làm gì làm đi, đó quyên đóng đi nè, làm được gì? Với tôi nói tôi hối hận tôi theo ông. Không làm ăn được gì hết trơn đó. Không thấy mồ luôn vậy, chạy quá là chạy luôn, tụi tao giờ không có gì hết. Mày hay quá. Mày cũng nhìn vậy, tao cũng nhìn, mày cũng nhìn. Rồi lúc mà ngon thì hai đứa hưởng chung. Còn lúc không ngon mày chửi anh mày vậy đó hả? Anh đánh gì? Ông nhỏ tôi 10 tuổi mà giờ anh gì? Ông có kêu ngược tôi anh đó. Còn lâu. Mà tôi mới đi. Không có làm đi làm với ông nữa. Làm ăn ông lùng nằm lỗ trơn á. Ông ngon kiếm người khác đi, tôi không có làm với ông nữa. Mày đi đi. Mày ngon mày đi đi. Ông khỏi thách. Tôi đi để coi thử coi ông có kiếm được thằng nào dò dài chạy nhanh như tôi không? Tao thách mày luôn! Mày đi đi! Mày tưởng trên thế gian này có mình mày là dò dài hả? Mày đi đi! Tao kiếm 10 thằng dò dài như mày! Mày là em muốn tao thôi! Mà mày chửi tao còn hơn là ông nội tao nữa! Mày đi đi! Trời ơi! Không được chứ là tao lấy này tao bán! Trời ơi! Giải dốc không ngon lành luôn! Cái này bán cũng được! Thôi đừng có khiều mày ơi! Khiều dai làm gì? Mày ngon mày đi! Mày đừng có quay lại! Trời ơi, thiêu dây, tao nói đi nha. Tao giận lên là không có anh em gì hết á. Đi đi, đừng có thiêu dây. Tao nói thiệt với mày. Trời ơi. Trời ơi. Sao có cái đầu không vậy? Không có tay chân gì hết vậy? Trời ơi. Người hay là ma? Ra đi. Đi. Ra ra. Ra ra. Ra phòng sợ giờ đâu. Tao sợ. Tao sợ. Ra ra. Ê, đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Ê, trời, đừng giết tôi, ba người ta, đừng giết tôi. Anh hai, em xin lỗi anh hai đi nha, cho em làm gì cái thai là đi, em bỏ thai không biết theo ai hết trơn á, anh hai ơi. Trời ơi, đừng giết tôi mà. Mày nè, tôi nhìn thấy hai ông á cũng to cao khỏe mạnh, tại sao không đi làm việc lương thiện mà lại đi cướp của người ta? Nếu tôi có việc lương thiện, tôi đi làm đi cướp làm gì? Hỏi lại nhanh nè. Thôi im đi. Bây giờ tôi hỏi hai ông nè, cái người mà bị hai ông cướp đó bây giờ đang ở đâu? Không biết. Tôi cướp tiền cướp bạc chứ không có cướp người. Ông kia, ông có biết không? Hỏi mày cơ mày. Hỏi em hả? Ừ. Hỏi em làm ơn ra trước mặt hỏi em trả lời. Tự em trả lời trong không vậy, người ta tưởng em nói chuyện với ma. Qua bên đó đi, nó trả lời. Muốn hỏi gì hỏi. Không biết hả? Nãy cướp của đâu, cướp người đâu, sao biết ta ở đâu? Vậy chứ hai người cướp ở đâu? Ở chợ chứ đâu. Nè, mà tôi hỏi thiệt, tại sao hai người không kiếm việc lương thiện mà làm, lại đi ăn cướp của người ta? Cái đó hả? Hỏi ý đại ca tôi nè. Qua đây rồi tôi mới trả lời. Rồi ông nói đi. Hỏi lại đi, tôi quên rồi.
Tại sao ông không kiếm việc lương thiện mà làm lại đi cướp của người ta? Ông có biết đi cướp của người ta như vậy á, người ta khổ lắm không? Có ai mướn đâu mà đi làm. Ai muốn đi làm ăn cướp? Bần cùng mới sanh đạo tặc. Không có tiền, không có bạc, mấy mặt này đi lợi xin gì làm, ai nhận? Đúng rồi. Tôi khổ, tôi mới làm gì? Cho tiền nó, cho tiền nữa. Nè, bây giờ tôi cho hai ông á, hai đồng, làm vốn để làm ăn. Ừ. Không được đi ăn cướp của người ta nữa, ừ, nghe chưa? Ông mà cướp như người ta như vậy á, rồi lỡ như người ta mất của người ta, xảy ra chuyện gì thì sao? Rồi có cho không? Nhá hoài à. Khoan. Hả? Mình đi ăn cướp đâu phải ăn bài đâu, tôi nhận tiền tao cho. Ừ, tôi ăn cướp chứ không phải ăn mày. Ờ, không có nhận tiền cho gì đâu. Mình phải có sĩ diện chứ. Chứ cho gì nhục lắm đúng không? Đúng rồi. Đưa đây. Bây giờ có lấy. Lấy xong lấy. Trời ơi, mày ngu quá. Mày sĩ diện vậy hả? Không lấy đổi thêm mụ nội đó con. Ủa mà ông cho nhiêu vậy? Cái này cho mình tôi hay cho hai thằng? Tôi cho cả hai người đó. Ủa vậy hả? Lấy đó, vốn mà làm ăn. Nghe chưa, cho hai người nghe không? Lát chi á. Biết rồi. Mà rồi cho như gì cũng đâu có đi làm ăn được. Sao không làm ăn được? Không mở chối sao đi làm ăn? Ừ. Đẹp trai mà thấy mấy cái này mà suy nghĩ không ra, mày thấy không? Trói người ta rồi kêu người ta đi làm ăn. Nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi. Cán sĩ mà ác chứ vậy. Muốn chết luôn à. Trói người ta, trói nhẹ nhẹ thôi. Thì bởi vậy. Trói người ta mà trói gì đó. Đại ca, hai ông đi được rồi đó. Dạ, đại ca, đại ca. À, để tao mang. Nói vậy cuối cùng ổng là người hay là ma vậy đó cá? Thì mày nhìn có người hay ma? Giỡn nữa hả? Không phải ông Kiều, không phải người hay ma. Mày Kiều cái đi. Mày Kiều cái đi. Người à. Người chứ không phải ma. Mình người, có tiền chia đấy cá. Người chia cho mày nè.
tên này thật là hỗn láo. Ngay cả cấm cung của trẫm mà hắn muốn vô thì vô, mà ra thì ra, giống như là chỗ không người. Ta không cần biết hắn là ai, ba đầu sáu tay, hai người hãy bắt hắn về đây cho ta. Muôn tâu, cái tên này hành tung thật là lạ kỳ. Cho dù thần thông quảng đại như vậy mà không bao giờ đi cướp của người nghèo, chứ toàn lấy của giàu giúp người nghèo, thật là khó hiểu. Hỗn láo. Ý người nói ta không lo cho dân chứ gì, để hắn độn nhập vào kho lương lấy gạo phát cho dân à? Thần không dám. Xin bệ hạ bớt giận. Ý chúng thần muốn nói, hành tung của hắn rất bí hiểm, không hiểu sao chúng thần canh rất kỹ mật, con ruồi cũng không qua được, vậy mà hắn lọt qua rất dễ dàng. Ta không cần biết hắn là ai, hai người nghe lệnh của ta, bắt hắn về đây cho ta. Nếu không, sau này hắn lấy đầu tất cả chúng ta đó. Xin tuân lệnh. Thần xin có ý này, tâu bệ hạ. Tên trộm này có thể không phải là người bình thường, mà có thể là... thần tiên hay ma quỷ gì chăng? Đại loại là như vậy. Do đó, thần có ý này, xin thưa cùng bệ hạ, mai ra chúng ta mới bắt giữ được hắn. Đó là ta phải dùng cửa cải, lương thực để nhử hắn. Hãy thấy chỗ nào dơi đi thì chắc chắn hắn đang xuất hiện ở chỗ đó. Chúng ta cần phải chuẩn bị các thứ này để đón tiếp hắn. Ta hỏi nhà ngươi là cuối, ngươi có chịu cung khai đồng bọn của ngươi không? Còn những tên nào đang trốn bên ngoài? Các ngươi cướp của với mục đích gì? Thưa bệ hạ, tôi đã nói ngay từ đầu, tôi làm chuyện này không ngoài mục đích là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, để cho dân mình bớt khổ. Và tôi làm chuyện này cũng chỉ một mình. Láo! Một mình nhà ngươi thì làm sao đụng nhập vào cung cấm của ta? Nếu ngươi không khai, ta sẽ chém đầu làm gương. Tôi đã hoàn thành một phần tâm nguyện của mình. Bây giờ có chết, tôi cũng không ân hận, thưa hoàng thượng. Tên này thật là ngang bướng. Tâu bệ hạ, hãy ra lệnh xử trảm hắn để làm gương cho bọn phản loạn. Cấp báo, cấp báo. Có chuyện gì? Quân tâu bệ hạ, quân địch đang lâm le xâm lược bờ cõi của chúng ta. Chúng đang đóng quân ngoài biên ải. Chỉ trong nay mai chúng sẽ chạy tới đây ạ. Đúng là nạn binh đao khó tránh rồi. Giờ chỉ còn một cách là gấp gáp huy động quân để sẵn sàng ứng chiến. Tâu bệ hạ, truyền lệnh tuyển binh ngay. Được, truyền lệnh tuyển binh. Dạ. Thưa bệ hạ, thần có thể lập công để chuộc tội hay không? Ngươi nói gì? Tôi có thể khiến cho hàng ngũ binh lính tự rối loạn rồi rã đám. Quân chúng ta không cần phải xuất binh, tránh đổ máu vô ích. Ngươi dám đảm nhận điều đó à? Thần sẽ cố gắng hết sức, còn hơn là để binh lính hai bên giao tranh. Nhưng bằng cách nào? Một mình ngươi? Nếu không được thì sao chứ? Thần có cách của mình. Xin hãy gửi thần ra biên cương. Thần sẽ trà trộn vào doanh trại của kẻ thù, ăn cắp bản đồ chiến thuật. Nội cho một ngày, chắc chắn là sẽ có kết quả. Nếu như thật có chết, thì đó cũng là để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra. Thôi được, ta chuẩn tấu, hãy mở trói cho hắn. Và ngươi hãy dùng cái tài của mình để mà cứu nước. Thần có một thỉnh cầu. Ngươi cứ nói. Xin hãy trả lại cho thần cái áo choàng. Cái áo choàng đó hiện tại đang nằm trong kho bạc của nhà vua. Được, ta chuẩn tấu.
lính đâu, giữ băng đồi cho ta. Kìa kìa, nó kìa. Chụp lại, nhanh lên. Chụp lại, chụp lại, chụp lại. Kiều mặc áo tàng hình, đi vào đại bản doanh của giặc một cách dễ dàng. Chàng bắt sống từng tên tướng giặc, khiến đám quân lính như rắn mất đầu. Mặt khác, các kho quân nhu vũ khí của giặc cũng bị Kiều phá hoại, đốt cháy. Còn quân hoang mang sợ hãi, lại thêm đói khát nơi biên cương, nên chúng mất tinh thần. Tính là có người nhà trời cũng giúp vua nước Nam. Và thế là bọn giặc nhốn nháo sợ hãi, rút quân. Bên ta bất chiến tự nhiên thành. Kiều trở thành người hùng, ca khúc Hải Hoàng trở về.